Xin kính chào quý vị khán giả, đây là talk show chuyển động kinh tế của báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính. Trong talk show này thì chúng tôi sẽ mời đến các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân, các nhà đầu tư để cùng nhau thảo luận, phân tích, mổ xẻ các chủ đề của nền kinh tế đang được dư luận quan tâm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề giải pháp nào cho thị trường trái phiếu bất động sản. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta cũng đã biết thì những cái khó khăn của thị trường bất động sản nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là từ cái sự khó khăn, thách thức từ nền kinh tế thế giới và các cái nguyên nhân khác, mà một trong số đó chính là cái sự đóng băng từ phía thị trường trái phiếu, mà ở đây là thị trường trái phiếu bất động sản. Và xoay quanh cái chủ đề này thì ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay của talk show tiến sĩ Lê Đặc Trí, thuộc khoa tài chính doanh nghiệp của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia talk show ngày hôm nay. Cho đến cái thời điểm này thì người ta vẫn nói đến các cái giải pháp, và kể cả là các cái luồng quan điểm về việc là giải cứu về thị trường bất động sản. Mà ở đây thì các cái vấn đề gợi mở là phải có các cái giải pháp cho thị trường trái phiếu bất động sản nói riêng, để từ đó mà góp phần khai thông, gỡ khó cho cái thị trường bất động sản. Thì xoay quanh các cái quan điểm này thì ý kiến của tiến sĩ như thế nào? Có thể chúng ta nói đến giải cứu thị trường bất động sản thì vô hình dung sẽ tạo ra những dư luận không tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể để cho các cái doanh nghiệp bất động sản họ có thể vận hành một cái quy luật là tự sinh tự diệt theo đúng cái quy luật của nền kinh tế thị trường. Trước tiên, chúng ta sẽ phải nhìn lại cái quá trình lịch sử, một cái thời gian của chính các công ty bất động sản đã phát triển quá nhanh. Họ phát triển nhanh với hai lý do. Một là cái pháp lý của các dự án nó chưa được chỉnh chu, nó chưa được hoàn thiện, nhưng các doanh nghiệp bất động sản bằng cách này hay cách khác họ đã tiếp tục giải ngân vốn để đầu tư, kêu gọi vốn góp từ các nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai, nó có hệ lụy đến hệ thống tài chính ngân hàng, nó liên quan đến công cụ tài trợ cho chính các cái doanh nghiệp bất động sản. Các công ty bất động sản đã sử dụng một cách rất là dễ dãi các cái công cụ tài trợ, đặc biệt là nợ, cho chính cái hoạt động tăng trưởng của mình. Từ việc vay vốn của ngân hàng, cùng chính cái dự án đó, các doanh nghiệp bất động sản sẽ huy động được một nguồn tiền thứ hai từ các nhà đầu tư là người mua bởi các cái hợp đồng tương lai. Công cụ thứ ba đó là sự ra đời của cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đã làm cho các cái doanh nghiệp bất động sản huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu, đã đưa đến một cái hệ quả đó là sự gia tăng rất nhanh chóng cái dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, tổng số lượng trái phiếu được phát hành, bao gồm các cái tổ chức ngân hàng hay là các công ty chứng khoán phát hành. Ngoài cái việc ngân hàng, hệ thống ngân hàng thương mại đã cho doanh nghiệp bất động sản vay vốn, thì chính các cái ngân hàng thương mại này đang nắm giữ khoảng 71% cái số lượng trái phiếu do chính các công ty bất động sản phát hành. Như vậy, nếu như các công ty bất động sản gặp khó khăn thì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ lên các cái dư nợ, các khoản vay từ hệ thống ngân hàng thương mại, mà nó còn ảnh hưởng đến cái chất lượng của các cái khoản đầu tư trái phiếu được nắm giữ bởi các ngân hàng thương mại của các công ty bất động sản. Cho nên cần có một cái giải pháp trước tiên, đó là làm sao khơi thông và làm sao đừng để ảnh hưởng đến cái hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng. Hệ thống tài chính ngân hàng họ không gặp phải những cái cục máu đông mà lịch sử chúng ta đã có. Trong quá khứ, vào thời điểm năm 2011, năm 2013, chúng ta phát triển quá nhanh cái tín dụng trước đó đã gây đến cái cục máu đông, mà nguyên nhân trực tiếp là sự đóng băng của thị trường bất động sản. Và chính phủ cũng đã có giải pháp ngay sau đó, đó là sự ra đời của cái công ty mua bán nợ để mà thực hiện cái việc bóc tách cái khoản nợ xấu mà liên quan đến các cái dự án bất động sản ra khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, giúp cho các cái ngân hàng có được vốn và tiếp tục khơi thông dòng vốn này vào nền kinh tế.
Cho nên nếu mà chúng ta hỗ trợ cho các công ty bất động sản thì phải gỡ rối cho cái nội dung liên quan đến cái trái phiếu của ngân hàng thương mại đang nắm giữ của các công ty bất động sản phát hành. Và tiến sĩ cũng vừa gửi lại cái giải pháp VAMC. Thì liệu rằng là bây giờ các cơ quan quản lý sẽ có một cái công cụ như thế nào để giúp cho các cái ngân hàng thương mại mà nắm giữ trái phiếu bất động sản giải tỏa được những cái thách thức hiện nay? Và liệu là một cái mô hình VAMC thứ hai mà liên quan đến trái phiếu thì có thể là được tái lập hay không? Theo quan điểm đó là chúng ta nên hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản thông qua hỗ trợ hệ thống ngân hàng để làm cho hệ thống ngân hàng là tiếp tục có cái nguồn lực để hỗ trợ vào nền kinh tế thông qua tín dụng, thực hiện cái kế hoạch kinh doanh của mình. Liên quan đến cái công cụ nào để giúp cho cái hệ thống ngân hàng thương mại có được vốn mà để hỗ trợ ra nền kinh tế, thì cái mô hình học hỏi từ quá khứ đó là một mô hình VAMC. Công ty VAMC, công ty mua bán nợ xấu, thì các cái ngân hàng thương mại có những cái khoản cho vay và trở thành nợ xấu, họ được phát hành ra một cái lượng trái phiếu tương ứng và đổi lại là sẽ do VAMC nắm giữ. Và qua đó ngân hàng thương mại sẽ có thể chiết khấu cái chứng từ trái phiếu đặc biệt này với ngân hàng nhà nước. Vậy cái trái phiếu của doanh nghiệp mà hiện nay hệ thống ngân hàng đang nắm giữ thì liệu cái ngân hàng nhà nước có xem cái trái phiếu này là một công cụ, là một chứng từ có giá để thực hiện một cái nghiệp vụ đặc biệt hay không? Theo tôi thì ngân hàng nhà nước có đủ thẩm quyền để mà hỗ trợ cho chính các ngân hàng thương mại trong vấn đề chiết khấu các chứng từ có giá. Và ở đây chiết khấu chính là chiết khấu các cái trái phiếu doanh nghiệp bất động sản được ngân hàng nắm giữ. Nhưng đổi lại các ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm, có kế hoạch mua lại cái trái phiếu đó khi mà hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại nó trở nên bình thường trở lại. Cũng giống như mô hình VAMC chúng ta đã có, đó là mỗi năm các ngân hàng thương mại phải tự xử lý, trích lập dự phòng 20% cái giá trị của cái lô trái phiếu đó. Và qua đó các cái ngân hàng thương mại sẽ có được vốn, sẽ giảm được lãi suất huy động và giảm được lãi suất cho vay. Đồng thời các ngân hàng thương mại có vốn để thực hiện các cái kế hoạch kinh doanh của mình cũng như kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Và qua đó vốn được lưu thông trong nền kinh tế một cách dễ dàng hơn và đưa đến cả nền kinh tế chúng ta khởi sắc, thì đương nhiên bất động sản sẽ được giải cứu, sẽ được hỗ trợ từ cái sự phục hồi của nền kinh tế, từ cái động lực cho cái sự tăng trưởng kinh tế thông qua cái hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Mới tuần rồi thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định số 08, trong đó thì có những cái sửa đổi bổ sung cái nghị định 153 và 65. Thì các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giãn thời gian thanh toán nếu thỏa thuận được với trái chủ. Theo tiến sĩ thì chúng ta có thể kỳ vọng như thế nào với cái nghị định 08 này? Nếu như có nhiều nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu thì họ đã có đề cập đến đó là được sự đồng thuận của các trái chủ. Cái sự đồng thuận này nó đòi hỏi là trên 65% các trái chủ đồng ý. Như vậy nếu như mà các cái trái chủ họ không đồng ý thì sao? Thì đưa đến một cái điểm đó là sẽ có một cái nhà đầu tư mới phát sinh sẽ thực hiện cái việc mua lại, chiết khấu lại của các cái nhà đầu tư trước đó. Vậy thì một cái nhà đầu tư mà đi mua lại có đòi hỏi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không? Thế là nghị định 08 tạm thời cho phép là không thực hiện cái điều khoản đó ở cái nghị định sửa đổi lần trước. Nhà làm luật họ đã lường trước cái tình huống sẽ xảy ra. Mà nếu như chúng ta quy định một nhà đầu tư trái phiếu phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì sẽ khó nhận chuyển nhượng của các cái nhà đầu tư nhỏ. Nó đưa đến là các cái doanh nghiệp phát hành sẽ phải làm việc với các chủ nợ là bước thứ nhất để tìm ra sự đồng thuận. Trong quá trình đi làm việc với các chủ nợ, nếu các chủ nợ mà quá đông là đưa đến là sẽ sự không thống nhất trong vấn đề xử lý tài sản, trong vấn đề định giá tài sản để mà thực hiện cái nghĩa vụ trả nợ, thì họ sẽ có một cái dịch vụ đó là sẽ đi phát sinh mua lại các cái trái phiếu này. Và do đó cái nghị định 08 đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể chuyển nhượng lẫn nhau và sẽ đưa đến cái tỷ lệ các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu hay còn gọi là chủ nợ có một cái tỷ lệ tương đối cao và đạt đến 65% đồng thuận với các điều khoản phát hành
trái phiếu của doanh nghiệp phát hành. Như vậy là về mặt nguyên tắc, về mặt kỹ thuật, ngân hàng nếu là chủ nợ nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp phát hành, họ sẽ một là có được bổ sung thêm tài sản đảm bảo để giữ nguyên cái giá trị các khoản nợ. Điểm thứ hai đó là họ thực hiện, nếu như đã phân phối trước đây cho các nhà đầu tư khác thì họ sẽ thực hiện một cái dịch vụ đó là đi thu mua đầu tư cái việc chiết khấu lại các cái trái phiếu từ các cái chủ nợ nhỏ. Tuy nhiên điều đáng lo cho cái nghị định 08 sẽ là những hệ lụy sau đó. Một là sau 2 năm liệu doanh nghiệp phát hành có thực hiện được cái nghĩa vụ trả nợ hay không? Nếu như doanh nghiệp phát hành có khả năng trả nợ nợ thì nghĩa là cái doanh nghiệp phát hành đó phải bán được dự án. Thị trường bất động sản nhu cầu đó sẽ ấm trở lại. Phải chăng là chúng ta đang truyền đạt một cái thông điệp từ cái nghị định này là 2 năm sau là thời gian tối đa thị trường bất động sản này sẽ phục hồi. Ngân hàng nhà nước phải bơm thêm tiền hay không? Đôi khi sẽ được thị trường diễn giải sai cái nội dung này. Thì sau khi thị trường bất động sản nó vượt qua cái giai đoạn khó khăn như hiện nay, rồi cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng như thế, thì những cái quy định, những cái hành lang pháp lý hiện nay liệu nó đã đủ để giúp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung trong cái về tương lai nó đã phát triển ổn định và nó đảm bảo cái lợi ích cho nhà đầu tư chưa? Và nếu mà chưa thì theo tiến sĩ thì cần thêm những cái giải pháp nào? Mỗi cái thị trường, mỗi quốc gia họ sẽ lựa chọn cái mô hình phát triển hay là xây dựng cái thị trường tài chính khác nhau. Chúng ta có một lịch sử đó là cái việc phát triển cái thị trường vốn chủ yếu là ngân hàng. Cho nên ngân hàng của Việt Nam vừa thực hiện hai chức năng là ngân hàng bán lẻ, đồng thời là ngân hàng đầu tư. Phát hành trái phiếu là một công cụ huy động vốn trung và dài hạn. Nó được thực hiện ở thị trường Mỹ dưới góc độ là nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư. Cho nên các doanh nghiệp ở Mỹ thường phát hành trái phiếu và phát hành rất nhiều lô trái phiếu. Họ huy động vốn để phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh là chủ yếu bằng công cụ trái phiếu. Còn nếu như họ vay vốn luân chuyển, vốn lưu động thì họ sẽ đến ngân hàng bán lẻ. Cho nên việc xếp hàng tín nhiệm sẽ đưa đến là buộc các cái ngân hàng đầu tư nắm giữ trái phiếu họ phải trích lập dự phòng. Vậy câu chuyện đặt ra trong cái vai trò của ngân hàng Việt Nam vừa là thực hiện ngân hàng bán lẻ, vừa thực hiện là ngân hàng cho vay và đầu tư trái phiếu. Vậy thì nếu chúng ta đánh giá xếp hạng trái phiếu hay một khoản đầu tư trái phiếu của hệ thống ngân hàng thương mại mà gặp phải vấn đề là không thanh toán đúng lại và vốn gốc thì cái ngân hàng đó sẽ phải trích lập dự phòng hoặc là chuyển cái khoản nợ đó qua những nhóm nợ tiếp theo hay không? Câu hỏi đó đặt ra chúng ta đều trả lời được. Một cái khoản ngân hàng thương mại A mà mua trái phiếu của doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó không trả nợ cái khoản trái phiếu đó không có nghĩa là hệ thống ngân hàng thương mại đang cho cái doanh nghiệp đó vay buộc sẽ phải chuyển nhóm nợ. Câu chuyện ở đây gần như là thay vì một cá nhân hay một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó cho một doanh nghiệp bất động sản vay vốn và khi nó vay vốn thì vay bằng cách gì? Cho mượn bằng một hợp đồng hay là phát hành trái phiếu. Nếu mà anh không có trả nợ tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hệ thống ngân hàng. Cho nên ở đây chúng ta chưa có tạo ra cái sự liên thông giữa hai cái thị trường này. Một công ty phát hành mà không trả được nợ cho các trái chủ thì liệu hệ thống ngân hàng đang cho doanh nghiệp đó vay có bị rơi vào xếp hàng rủi ro nợ xấu chuyển nhóm nợ hay không? Ở Việt Nam gần như chúng ta nói hẳn là không. Cho nên có thể doanh nghiệp phát hành không trả được nợ của trái chủ đúng hàng, nhưng trả nợ đúng hàng cho hệ thống ngân hàng thì doanh nghiệp đó vẫn là một doanh nghiệp tốt đối với hệ thống ngân hàng CIC lưu trữ. Vậy thì chúng ta ứng xử cách thứ nhất ở tầm thiết kế một cái thị trường trái phiếu đúng nghĩa thì chúng ta phải có sự liên thông giữa hai cái đánh giá này. Thì lúc đó nó mới tạo niềm tin cho cái doanh nghiệp, cái trách nhiệm của doanh nghiệp khi phát hành cái công cụ nợ. Qua những cái quan điểm của tiến sĩ thì chúng ta thấy là để cho thị trường trái phiếu có thể tiếp tục mà phát triển bền vững, ổn định thì cái việc mà xếp hạng tín dụng mà phải có cái sự liên thông giữa cái khả năng mà doanh nghiệp vừa trả nợ ngân hàng
mà lại vừa phải trả nợ trái phiếu cho nhà đầu tư là nó rất quan trọng. Và cái điều thứ hai là các cái giải pháp để mà bảo vệ cho các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường trái phiếu. Đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại talk show chuyển động kinh tế của báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính. Quý vị cũng có thể truy cập website saigondautu.com.vn để tham khảo các bài viết cũng như là mọi thắc mắc xin gửi đến email tòa soạn đầu tư tài chính @gmail.com. Xin cảm ơn quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại ở các chuyên mục sắp tới.